Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá sầu riêng cập nhật sáng ngày 10 tháng 3, 2024, giá đi ngang. Tại miền Tây mới sang kinh 135.000 tới 140, Black Horn giá 103 tới 140, sáu hũ 125.000 tới 130.000 đồng. Chuồng bò dao động từ 135.000 tới 140, ri sáo hàng đẹp 125 tới 135.000. Ri sáo mua xô 105 tới 115.000 đồng. Sầu thái hàng đẹp 195 tới 205.000. Sầu thái mua xô 107 tới 108. Tại các tỉnh miền Đông, ri sáo hàng đẹp 102 tới 103. Ri sáo mua xô 105 tới 115.000. Sầu thái hàng đẹp 109 tới 200.000 đồng. Sầu thái mua xô 106 tới 165.000. Ở khu vực Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp 102 tới 103. Ri sáo mua xô 105 tới 115.000 đồng. Sầu thái hàng đẹp 109 tới 200.000 và sầu thái mua xô giá 106 tới 165.000. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi tùy thương lái. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.